Xin mến chào quý vị và các bạn đến với bản tin giá tiêu hôm nay, ngày 2 tháng 11 năm 2021. Được phát trên kênh ZQYS. Lời đầu tiên về bản tin giá tiêu, ngày 2 tháng 11 năm 2021 hôm nay. ZQYS muốn gửi cho quý vị và các bạn cùng tham khảo một số tin tức đáng chú ý liên quan đến giá tiêu ngày hôm nay như sau. Thời gian qua, giá thu mua hồ tiêu không đồng nhất tại các địa phương, thậm chí các đại lý trong cùng địa phương. Có đại lý thu gom mức cao, có đại lý tỏ ra thờ ơ. Bởi những nơi thiếu hàng, buộc phải thu gom ở mức cao, nơi mua đầu cơ thì ghìm giá. Lâu nay giá hồ tiêu vẫn luôn là một cuộc đấu trí giữa bên mua và bên bán. Trước sức mua lớn vào, để đáp ứng nhu cầu cuối năm ngày càng cao, cùng lượng cung xuất khẩu của nước ta không còn nhiều, nên các chuyên gia tự tin giá tiêu trong nước sẽ phá mốc 95 triệu đồng tấn trong thời gian tới. Xu hướng mở rộng diện tích trồng tiêu khi được giá cũng ghi nhận ở đa số địa phương có thế mạnh về trồng hồ tiêu. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp, người dân không nên cứ thấy giá tiêu tăng cao, có lãi là ồ ạt trồng. Thay vào đó, người trồng tiêu nên tập trung chăm sóc vườn tiêu hiện có theo hướng hữu cơ, từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm. Tính từ đầu tháng 10 năm 2021 đến nay, giá tiêu trong nước tăng trung bình 9.000 đồng 1 kg. Nhìn chung, đại dịch trong nước cơ bản đã được kiểm soát, các doanh nghiệp đẩy mạnh việc thu mua. Bên cạnh đó, lượng hàng trong dân gần như đã hết. Như vậy, có thể thấy nguồn cung không còn nhiều, dù Việt Nam gia tăng nhập khẩu tiêu từ các nước, nhưng cũng chỉ chiếm 10% so với xuất khẩu. Qua đó cũng thấy, nguồn hàng xuất khẩu của các nước cũng không còn nhiều, điều này sẽ tiếp tục đẩy giá tiêu tăng đến cuối năm. Thực tế, nhiều đại lý đã mua cao hơn giá tham khảo trên mạng, vượt mốc 90.000 đồng 1 kg, thể hiện đang rất khát hàng. Do vậy, các chuyên gia dự báo giá tiêu tháng 10 năm 2021 chưa phải là đỉnh của năm. Có thể đỉnh sẽ rơi vào cuối năm, đầu tháng 12. Trong khi đó, quãng thời gian tháng 11 năm 2021 sẽ là giai đoạn giá tiêu đi ngang hoặc điều chỉnh nhẹ sau tháng 10 tăng nóng. Theo như báo cáo giá tiêu của các tỉnh thành gửi lên cho biết, giá thu mua hồ tiêu trên cả nước ngày hôm nay giao dịch ở mức 88.000 đồng 1 kg cho đến 91.500 đồng 1 kg. Cụ thể về bảng giá thu mua hồ tiêu trên toàn quốc ngày hôm nay như sau. Tại tỉnh Đắk Lắk, thu mua với giá 89.500 đồng 1 kg. Còn về tỉnh Gia Lai, giá thu mua hiện nay là 88.500 đồng 1 kg. Đối với tỉnh Đắk Nông, được ghi nhận ở mức 89.500 đồng 1 kg. Còn về giá thu mua hạt tiêu tại Bà Rịa Vũng Tàu ngày hôm nay, được ghi nhận là 91.500 đồng 1 kg. Với mức giá này, thì Bà Rịa Vũng Tàu vẫn là tỉnh dẫn đầu giá thu mua hạt tiêu cao nhất của cả nước hiện nay. Bên cạnh đó, Bình Phước đang tiếp tục ổn định với giá thu mua hạt tiêu hiện nay là 90.500 đồng 1 kg. Cuối cùng là tỉnh Đồng Nai, tiếp tục giữ giá thu mua thấp nhất của cả nước là 88.000 đồng 1 kg trong hôm nay. Cục xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương dự báo nếu đà tăng giá tiếp tục diễn ra, và khi đạt mốc 95.000 đồng 1 kg thì có thể lượng hàng tồn từ 2 đến 3 năm trước đây sẽ được bán ra thị trường. Theo ước tính, lượng tiêu đầu cơ có thể được giải phóng lên tới 40.000 tấn. Lũy tiến từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 30 tháng 9 năm 2021, Việt Nam đã xuất khẩu được 212.983 tấn hồ tiêu, kim ngạch đạt 719,16 triệu đô la Mỹ so với cùng kỳ năm 2020, lượng xuất khẩu giảm 3,2%. Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu tăng 47%. So với con số bình quân các năm gần đây, xuất khẩu tiêu 3 tháng cuối năm dự đoán còn khoảng 50.000 tấn cho đến 60.000 tấn nữa. Theo thống kê sơ bộ của Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, trong tháng 9, Việt Nam đã nhập khẩu 1.518 tấn, trong đó tiêu đen đạt 1.312 tấn, tiêu trắng đạt 206 tấn. So với tháng trước, lượng nhập khẩu tăng 158,2%, kim ngạch tăng 165,6%. Lượng nhập khẩu tăng trong tháng, chủ yếu đến từ Olam, tăng 826 tấn, nhập khẩu từ Campuchia, tăng 686 tấn. Nestprice, Sơn Hà cũng là các đơn vị có lượng nhập khẩu tăng so với tháng 8 năm 2020. Lũy tiến từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2021, Việt Nam nhập khẩu 20.790 tấn, trong đó tiêu đen đạt 15.471 tấn, tiêu trắng đạt 5.319 tấn so với cùng kỳ 2020, lượng nhập khẩu giảm 16,3%. Trong đó, Olam nhập khẩu đạt 9.469 tấn, chiếm 45,5% tổng lượng nhập khẩu,
và tăng 17,7% so với cùng kỳ. Tiếp theo là các doanh nghiệp Harris Freeman đạt 1.914 tấn, tăng 34%, Gia vị Sơn Hà đạt 1.858 tấn, tăng 111,6%, KSS Việt Nam đạt 1.428 tấn, giảm 8,3%, Vinh Hưng đạt 1.045 tấn, giảm 39,1%, Nestfire đạt 1.012 tấn, giảm 39,9%. Nhập khẩu của Việt Nam từ Indonesia giảm 25,1%, đạt 7.445 tấn, từ Brazil giảm 31,4%, đạt 5.619 tấn, và từ Campuchia tăng 99%, đạt 5.354 tấn. Indonesia cũng là quốc gia xuất khẩu tiêu trắng chủ yếu sang Việt Nam, đạt 5.193 tấn. Theo bản tin tuần do Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam vừa công bố, giá hồ tiêu đen nội địa tại thành phố Hồ Chí Minh tăng 2% từ 3.404 đô la Mỹ lên 3.478 USD trên tấn, tiêu trắng nội địa trong khoảng 5.356 USD trên tấn. Giá FOB tiêu đen tại cảng thành phố Hồ Chí Minh tăng 1%, loại 500 g trên lít tăng từ 4.190 đô la Mỹ lên 4.250 USD trên tấn. Giá FOB tiêu trắng tại cảng thành phố Hồ Chí Minh tăng 1%, từ 6.190 đô la Mỹ lên 6.250 USD trên tấn. Còn tại thị trường thế giới, giá tiêu hôm nay tại sàn Kochi, Ấn Độ tiếp tục tăng mạnh do nguồn cung khan hiếm. Hồ tiêu của Sri Lanka ghi nhận sự tăng mạnh sau quãng thời gian ổn định từ giữa tháng 8. Giá tiêu đen nội địa của quốc gia này tăng lên 4.082 USD trên tấn so với 3.640 USD trên tấn của tuần trước đó, tăng 12%. Cũng tại khu vực Nam Á, giá tiêu đen của Ấn Độ cũng tăng nhẹ 1%, từ 5.423 USD trên tấn lên 5.470 USD trên tấn. Còn giá tiêu đen xuất khẩu, giá FOB cũng tăng 1%, lên mức 5.693 USD trên tấn. Ở Đông Nam Á, giá tiêu đen và tiêu trắng Indonesia ổn định do lượng giao dịch trên thị trường ít. Tiêu đen nội địa của quốc gia này trong khoảng 3.673 USD trên tấn cho đến 3.685 USD trên tấn, tiêu trắng nội địa 6.226 USD trên tấn cho đến 6.246 USD trên tấn, giá FOB tiêu đen dao động 4.358 USD trên tấn cho đến 4.371 USD trên tấn, giá FOB tiêu trắng 7.174 USD trên tấn cho đến 7.197 USD trên tấn. Rick Hughes xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin giá tiêu ngày hôm nay. Nếu thấy thông tin đáng chú ý, hãy bấm nút đăng ký và nhấn phím chuông để nhận được thông báo cập nhật giá tiêu mới nhất. Và đừng quên bấm nút thích bên dưới để ủng hộ kênh phát triển hơn. Chúc mọi người luôn dồi dào sức khỏe và bình an. Mến chào và hẹn gặp lại!